rồi đồ đạc, rồi quần áo, rồi anh chuẩn bị hết chưa? Có thiếu gì không? Đủ rồi, tại vì đi biển mà cũng không cần đồ nhiều đâu. Rồi đợt này anh đi khi nào anh về? Cũng như mọi khi thôi, chắc cũng tháng sau về. Trời ơi, nhưng mà em nghe trên đài báo mấy bữa giờ là đang biển động ngoài kia kìa. Anh đi nhớ cẩn thận nghe không? Bà xã ở nhà cẩn thận giữ gìn sức khỏe nha. Em biết rồi. Có gì đợt này ông xã đi được tiền kha khá thì về để mua sắm bông tai cho bà xã. Trời ơi, ông xã này lúc nào cũng nghĩ cho em hết trơn, không nghĩ gì cho bản thân gì hết trơn á. Nhưng mà em nói nghe nè, em thì có quan tâm gì ba cái vật chất ở đâu, hiểu không? Bây giờ em chỉ cần ông xã về an toàn với em là được rồi, nhớ không? Vậy bà xã ở nhà giữ gìn sức khỏe nha, bà xã đây nha. Ừ. Chú ơi, chú nhanh lên, sao đi chậm quá vậy? Trời ơi chú ơi, chú vô đây chú coi giùm con cái ống nước đi, sao mấy bây giờ con gọi chú không được vậy? Trời ơi, sao hôm nay kêu bằng chú vậy? Im lặng. Tai vách mạch rừng hiểu không? Kêu anh á, ở đây là hàng xóm người ta nghe, người ta về mét với lại thằng chồng già của em là chết, hiểu không? Anh nhỏ, khoan, chồng cù lần của em đi lâu chưa? Đi được 2-3 ngày rồi. Vậy hả? Nhưng mà em nói nghe nè, thằng chồng của em á, nó nói là đi 1 tháng, nhưng mà em nghe được là tin có bão, cho nên là nhiều khi nó còn không về nữa đó. Chắc vậy đó, nó chứ không về đâu nha. Đó, bởi vậy. Bởi vậy, không khỏe. Em mà. Mày vậy sao? Hiểu không hả? Xuống nước hả? Đúng rồi. Trời ơi, em không những đẹp mà còn sắc sảo, tinh tế nữa nha. Chớ làm sao, trời ơi. Bị xứ à? Bởi vậy trâu già như anh sao không ghiền có non được. Chứ sao nữa. Nãy nói hư ống nước phải không? Đúng rồi, hư ống nước đó. Về lấy nhiêu đây sửa ống nước được không? Trời ơi, nhiêu đây là đủ sửa ống nước rồi. Ừ. Nhưng mà em nói nghe nè. Gì nữa? Bữa nay á, cái đường điện nhà em thấy nó chập mạch dữ lắm. Ôi trời, vậy nữa hả? Đúng rồi. Điện nước phải đầy đủ nha. Đúng rồi, bởi vậy nhà là phải điện nước đầy đủ. Mà bây giờ ống nước á, nó cũng được sửa được một khúc rồi. Bây giờ còn điện hơi chập chập một xíu thôi. Điện chập chập thì ngày mai anh đem qua tiếp để sửa điện nha, chịu dạ, không? Dạ chịu. Ừ. Còn bây giờ thì đi sửa ống nước. Về sửa ống nước đi. Đúng rồi, đi. Hết nổi rồi. Thôi, đang vui mà. Ủa em chỗ này rồi nghỉ coi. Thôi, để bữa khác đi. Mày chơi mày giữ khẽ luôn. Mày chưa đừng về đúng không? Còn đâu, buồn thôi. Nói đi. Nó buồn nữa mà. Mày buồn à? Buồn gì? Tao buồn, thấy cái mặt mày gì? Là tao thấy mày buồn á. Mày buồn cái vụ con vợ mày đi lấy trai đúng không? Ê, nhậu nhậu nha. Đừng có nhắc tới vợ tao nha. Ơi, tao nhắc rồi mày làm nói đúng mà. À, theo trai thì theo trai chứ gì không? Cái sư này ai không biết con vợ mày đi theo trai mà mày dâu hả? Mày dâu luôn à? Tao nói lại, nhậu là nhậu, không được nhắc tới vợ tao. Mày nhắc tới vợ tao nữa tao quánh mày. Trời ơi, mày quánh tao. Mày, đánh mày muốn quánh tao không? À! Mày ha. À! Ê, quánh tao hả? Mày muốn cái gì? Hả? À! Còn mùa xuân không em, rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhở thì thầm, nắng ở trên đầu
nắng trong lòng phố, gió ở trên non gió cuốn mây về. Sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hơn. Vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió nhắc nhớ thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Trong hồn và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình thương nhau nên mới giận hơn. Vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày. Lỡ không về chắc em buồn biết mấy. Gian nhỏ xuân xưa cũng nhớ, nhớ đêm. Ok, cắt, tốt. Ok, đứng lên em. Quá tốt. Ok, này xuất sắc á. Điều xuất sắc. Rồi, thù lao của em 200 đúng không? Thôi, nay em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, anh thưởng thêm 100 ha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ok. Mai mốt có diễn ở đâu gọi em với nha. Anh yên tâm, em diễn tốt như vậy là anh sẽ ưu tiên cho em. Ok, cảm ơn em. Hóp rồi. Hôm bữa Lan Anh thích rất thích cái ví này, giờ mới có tiền để mua tặng cho Lan Anh. Chắc tặng Lan Anh thích lắm đó.
qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Em cứ hỏi lòng tại sao mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài. Đêm trở về em không thầm trong tay, nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho em. Hiểu dùm đời anh lanh đênh kiếp phong trần, nỗi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, vào đời em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mai sau. Nhà em muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Em cứ hỏi lòng tại sao trở về em không thầm trong tay, nếu yêu nhau ai nỡ để buồn cho nhau. Xin em hiểu dùm đời anh lanh đênh kiếp phong trần, nỗi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng, đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mai sau. Ta chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình. Ủa ông bạn, tới nào vậy? À mình mới tới. Mới tới hả? Sao vô nhà chơi đứng ngoài đây nắng vậy? Thôi chút nữa mình đi con chuyện, mình tính qua đây để tặng cái ví cho Lan Anh. Tặng cái ví cho Lan Anh hả?
Trời ơi, cái ví đẹp quá vậy. Ví này mua nhiêu vậy? Mới mua 200. Trời ơi, 200 ngàn hả? 200 ngàn. Mày nghĩ sao mày tặng em tao? Hả? Nè, mang vô tặng nó đi. Mày nghĩ cái ví rách là em tao có nhận không? Hả? Hay là em tao giục? Mày tiếc hay gì? Mày nhìn hả? Tao nói mày bao nhiêu lần, em tao đã có nơi có chủ rồi, tại sao mày theo đuổi hoài vậy? Hả? Mày nhìn tao nè, mày cũng cao to đẹp trai, mày cũng hát hay mà, biết bao nhiêu người thương mày, sao mày không thương? Mày theo em tao hoài vậy? Hả? Tao nói cho mày biết nha, tao nể tao mày là bạn bè, cho nên á tao còn nói chuyện nhỏ nhẹ với mày. Một lần nữa tao thấy mày qua đây mày kiếm Lan Anh nữa, mày đừng có trách tao. Giờ mày chìa chưa? Đồ khốn rách đó ôm. Mày đi về hay là tao cứ chó đủ ngày? Hả? Mày còn muốn gì nữa? Ngơ ngơ. Nghèo mày đặt mày. Cô gái hả mày? Lan Anh ơi! Lan Anh! Mới đây đâu mất tiêu vậy? Nữa! Ra đây ngồi nữa! Sao anh hai kêu không lên tiếng vậy? Hai kiếm em có chuyện gì vậy hai? Chuyện gì? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Không có được qua lại với Bình nữa! Cái thằng đó khố gách, nó ôm nghèo khổ! Lấy nó rồi được cái gì? Chứ ngày xưa mình nghèo khổ, anh Bình cũng giúp đỡ mình mà hai, hay cái đó là đừng, mình đừng nhắc tới chuyện ngày xưa, chuyện quá khứ. Cái chuyện ngày xưa là tao nghèo là khác rồi, bây giờ nó khác. Sống mày sống cho tương lai, không quá khứ vậy. Hả? Nhưng mà em thương anh Bình thiệt mà. Không có thương cái gì hết, nó không có lo được cho em. Làm sao mà nó lo được cho anh nữa? Anh đã chọn cái mối kia cho em rồi, người ta vừa giàu sang, mà tao thương em, tao lo cho em được, còn lo cho anh hai được nữa. Em không có chịu đâu, em chỉ thương có một mình anh Bình à. Còn anh hai chọn ai thì anh hai lấy người đó đi. Bây giờ em lớn rồi đúng không? Em muốn làm gì làm phải không? Không cần anh hai nữa phải không? Hả? Anh hai nói rồi đó, cái chuyện á em chịu không chịu thì kệ em. Anh hai đã quyết rồi, ngày mai người ta qua xem mắt. Anh hai quyết định rồi, không được cãi. Sắp tới nhà rồi. Dạ, mà trời, cái con đường của chỗ nhà anh Ngọt lạ ghê ha. Ở đây nó bự chảng luôn, mà ngoài kia chút xíu à. Làm hai mày bỏ xe hơi mà em đi bộ vô đây á. Ở đây bà con cô bác còn khó khăn lắm, chưa có làm đường nổi, đợi em về á. Trời ơi, anh yên tâm đi. Em hả, cưới Lan Anh á, em sẽ làm con đường bự ra, mở bự ra ha. Dạ. Em đưa một vàng xe hơi về rước Lan Anh cho nó hoành tráng luôn anh. Tới đó mua cho anh Ngọt chiếc xe hơi, anh Ngọt chạy vô nhà luôn ha. Được mà, trời ơi. Nhanh vô đi, nhanh vô. Lan Anh tối qua giờ nó ngủ. Vậy đợi em đó, ừ, đợi em á. Mà trời ơi thiệt, em mê giọng hát Lan Anh quá trời luôn anh. Có thiệt luôn, bao nhiêu hay người hay quá mà, hay quá. Bao nhiêu ngọt phải không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu hay mà đẹp mà em mê, sao mê Lan Anh quá trời. Nhiều khi á tối mà anh thấy ngủ nó còn dẫn dẫn bên tai luôn á. Anh Ngọt thì mê quá. Lan Anh ơi, Lan Anh. Không có Lan Anh mà có anh Lan Anh được không? Hả? Em biết đây là ai không? Ủa đây là ai vậy anh Ngọt? Đây là con đĩa. Ủa? Là sao anh? Em có nghe nói cái câu mà đĩa đeo chân hạt không? À, Lan Anh nhà anh á là hạt, còn đây á là con đĩa. Con đĩa này nó dai lắm, nó đeo con hạt á, Lan Anh nhà anh á khoảng 5 năm rồi đó mà nó chưa có nhả ra luôn á. Phải anh Bình đây đúng không? Đúng rồi. À, em có nghe kể với anh cũng nhiều. Tao xin trân trọng giới thiệu với mày, đây là Hoàng, là em rể của tao, là chồng tương lai của Lan Anh. Mày coi đi, mày coi người ta đi, thấy không? Dài cũng xịn, quần cũng đẹp, áo cũng bảnh bao. Mà quan trọng là tiền người ta nhiều, người ta mới lo cho Lan Anh được, mới lo cho tao được, đúng không? Chứ ai như mày, mày coi đôi dép kìa, trời ơi nó bay màu, mà không biết cái hiệu gì luôn. Còn cái quần, cái áo này mày mặc mấy năm rồi hả? Mày nghèo, khố gách áo ôm, cơm mày còn chưa có ăn nữa, mày lo cho ai được? Bây giờ mày ngày nào cũng qua Lan Anh ơi, Lan Anh ơi, mày không thấy phiền hả? Chứ
chứ tao thấy phiền lắm á, mày biết không? Đây, tôi nói cho bạn biết nha. Chẳng qua tôi thương Lan Anh thôi, tôi quý trọng bạn thôi. Tôi dù bạn có sỉ nhục tôi, là tôi càng chẳng muốn đôi co với bạn làm gì. Tôi hiền chứ không phải là tôi nhu đâu nha bạn nha. Ghê em, mày hiền hả? Đời người mà, bạn có nhớ không? Ngày xưa lúc mà bạn còn khổ nghèo á, tôi rất thương bạn, giúp đỡ bạn rất nhiều. Nay bạn chưa được cái gì hết, bạn đã vội thay đổi như ngửa bàn tay. Bạn nên nhớ đời người. Nay khác mai khác bạn nhé. Tao không biết nay khác mai khác sao, mà tao nói biết hôm nay tao hơn mày, tao giàu có hơn mày, tao có em rể giàu có. Có gì em rể tao nó lo cho tao, không cần mày dạy ra đời mày, không cần nói đạo lý mày. Nói đạo lý cũng nghe cũng mệt thôi. Trời ơi, mình đang nghèo khó mà mình nói đạo lý gì anh? Anh cứ giàu có, anh có tiền nhiều thì mới lo vợ con anh được chứ. Trời đất, đạo lý. Rồi hai bạn cứ đợi đó đi, kiếp người mà chưa biết là ngày mai ra sao. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không gánh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mặt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng âu buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Thôi, nghe nó nhảm, vô em, vô trong mình uống nước, nghỉ ngơi. Rồi có mời anh vô không anh Ngọt? Để nó ngoại đi, coi như là nó giữ nhà cho mình vậy mà. Anh Ngọt, Ngọt. Hả? Em có cái này cho anh nè. Cái gì á? Hả? Dạ hả? Này cái nè cho nó nè. Cho. Anh tâm đi, nó muốn mình cứ đưa anh về á. Anh muốn cái gì cũng được chứ á. Trời ơi, cảm ơn em ghẻ nha. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không gánh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mặt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng âu buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế,
không lo lắng âu buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền chuyện thế sự. Nơi chân ai nhanh đi, anh Hoàng nó đợi kìa. Vui vẻ luôn, vui vẻ. Ê, cô Lan anh tới nè các bạn. Chào anh Hoàng đi Lan Anh. Chào anh Hoàng. Nghe không? Em chào anh Hoàng. Ngồi xuống, ngồi xuống. Chào Lan Anh. Nói nghe nè, hai đứa ngồi đi nói chuyện ha. Rồi xong anh Ngọt vô trỏng, anh Ngọt bằng con gà. Rồi xong xíu mình ăn cháo ha. Dạ dạ dạ. Nói chuyện với anh Hoàng nha, vui vẻ nha. Dạ. Lan nè, từ ngày mà gặp em á, anh về trong đầu anh cứ hình ảnh Lan không à. Nghe không? Lan hát hay mà ngọt, giống như anh mà bị tương tư nàng ca sĩ gì đó. Cảm ơn anh nói quá chứ em hát đâu có hay ho gì đâu. Xíu nữa cái em mình ăn xong á, anh chở Lan Anh đi qua chỗ phòng trà nè. Phòng trà nó có giọng âm thanh hay lắm nha. Em không đi được đâu, em không có đi chơi khuya. Thì anh chở Lan Anh đi, anh chở Lan Anh về mà không có sao đâu mà. Rồi nếu mà sớm xíu nữa, anh biết có cái chỗ này nè, chỗ bán nữ trang đẹp lắm, anh chở Lan Anh vô đó để Lan lựa nữ trang mà Lan thích ha. Hồi đó giờ em không có quen đeo nữ trang. Sao mà Lan cứ từ chối tình cảm anh hoài vậy? Anh Hoàng nè, anh Hoàng cũng biết là em có người trong lòng rồi mà. À cái anh Bình gì nè đó hả? Hồi nãy anh gặp anh ở ngoài hàng rào á. Trời, anh tưởng anh khá khá. Anh cũng nghèo với hèn quá, làm sao mà lo cho Lan Anh được. Chỉ có anh thôi, anh mới lo cho Lan Anh được. Lan đừng từ chối tình cảm anh nữa nha. Hai đứa mày làm gì vậy? Dạ dạ, đâu làm gì đâu anh hai. Thiệt không? Thiệt. Không có gì anh hai. Có gì trơn. Mày chưa nuốt miếng kìa, tao thấy mày thèm dữ lắm rồi đó. Đâu có đâu, bà này kỳ. Cái đó là anh rể của mày nha mày. Dạ. Vô trọng. Dạ. Dọn cháo đi. Dạ. Bà không chịu tôi chịu cái bà. Thôi hai đứa nói chuyện vui vẻ quá ha. Trời ơi, nói chuyện mà anh thấy sao mà nó ăn ý mà nó hợp tính quá, làm như có duyên có nợ từ kiếp nào á. Anh hai dọn cháo xong rồi, giờ mình xuống dưới mình ăn miếng cháo đi ha. Dạ, nãy giờ em cũng có rủ Lan Anh đi hát đi chơi với em mà Lan Anh cứ từ chối hoài. Anh Ngọt ơi, Lan Anh từ chối hả? Dạ. À, do là Lan Anh muốn làm cái gì á là phải hỏi anh Ngọt. Anh Ngọt đồng ý Lan Anh mới đi được ha. Để giờ anh Ngọt đồng ý nha. Lan Anh, anh hai cho hả? Anh hai cho phép đi nha, nghe không? Bỏ đi nha. À, đi vô con cháu ha. Dạ dạ, đi vô con cháu nè. Ơi, em đâu rồi? Mở cửa cho anh đi, anh Bình nè. Lan Anh ơi, mở cửa cho anh đi. Đừng làm cho anh lo lắng. Nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loáng, anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói tròn trong tôi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây. Chưa đến tìm ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh.
tim vào lòng đêm. Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối đi đâu vậy? Hai em tính đi mua ít đồ. Em mua gì? Dạ một khăn giấy á hai. Một khăn giấy hả? Khăn giấy anh hai mua rồi. Giờ mua khăn giấy hay là em muốn đi qua gặp Bình? Anh hai, dù gì em cũng đã đồng ý với anh Hoàng theo ý hai rồi. Hai cho em xin đi gặp anh Bình lần cuối, nói là tạm biệt nha. Tạm biệt gì? Có chồng thì nó có chồng đi. Còn thằng đó quan tâm gì nó? Còn muốn nói là tạm biệt phải không? Để anh hai qua anh hai nói cho. Nhưng mà tụi em có những chuyện riêng muốn nói với nhau quá ha. Cho em đi nha. Chuyện riêng gì mà nói với nó được mà không nói với anh hai được? Hả? Coi nó trọng hơn anh hai hả? Em ở nhà đi. Đi đâu nắng nồi lắm. Ở nhà đi. Để làm cô dâu cho đẹp. Nếu hai không cho em đi á, vậy em tự tử em chết cho rồi. Không có cưới hỏi gì nữa hết. Cho cái hai gì? Vừa lòng. Em uy hiếp anh hai hả? Anh không hiểu nó nói cái gì với em. Mà bây giờ em nghe lời nó mà không nghe lời anh hai. Uổng công anh hai thương em, lo cho em. Anh hai muốn em có chồng giàu sang để cho em xuống tấm thân. Chứ anh hai được cái gì? Hả? Giờ uy hiếp anh hai nữa. Thôi cũng được. Coi như anh hai sợ em á, anh hai cho em đi á. Nhưng mà sẵn cho anh hai gửi cái thiệp cưới. Nhớ mời nó bữa đó qua đám cưới. Kêu nó khỏi đi tiền. Tại vì anh hai nghĩ nó không có tiền đâu. Ha. Mà đi á, trong vòng một tiếng mà không về là anh qua tới nhà nó đó. Dạ em đi nha hai. Đi được không? Dạ được. Lớn rồi. Biết thì nói cái gì cũng nghe. Lan Anh,
gặp em ở đây anh mừng quá. Sao mấy bữa anh gọi cho em không có được, đi qua nhà kiếm em cũng không thấy em. Tại anh hai anh lấy điện thoại của em rồi, còn nhốt em trong nhà không cho em đi đâu hết á. Bữa nay nhớ quá em mới lén ra đây gặp anh nè. Nghe nói ít bữa nữa là em đi theo chồng hả? Dạ, em nghe lời anh hai phải lấy anh Hoàng. Nếu mà không lấy, anh đòi đánh em, mà còn đòi đánh luôn anh nữa. Không, không có sợ anh hai đâu. Giờ hai đứa mình đi nói với anh hai đi, để cho hai đứa mình được đánh với nhau đi. Anh đừng có qua đó, không có ích lợi gì đâu, anh hai không có nghe đâu mà. Vậy anh thương em thì em theo chồng rồi anh sao? Em xin lỗi, em cũng thương anh mà. Nhưng mà anh Bình, anh quên em đi, tìm người khác tốt hơn mà lấy. Em không có tốt, em không xứng đáng với anh đâu. Thì cưới của em nè, tối ngày đó qua chung vui với em nha. Phút ban đầu ấy, thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi em. Ngõ đi chung một lối, đôi khi định nói với anh một lần. Tình muốn còn ê, chung bước đường về, nào biết được khi nói lên nỗi niềm. Thì nẻo vào tim, mở rộng hay khép môi thắm trao duyên. Cuối xuân hè tới, nhưng chưa lần nói lá thu rơi lại rơi. Dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng. Đợi chờ hồi ấm để rồi cay đắng bên tay một thì dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò. Tình yêu như hoa nở biết anh yêu mà em chờ. Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói. Mà rồi biết ly không một lần hé môi. Từ nay duyên kiếp tìm trong mong thôi. Gió thu lạnh giá, bao nhiêu là lá, bấy nhiêu cơn sầu đau. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng giấy, bao kỷ niệm buồn. Đừng trách người đi sao lỗi nhịp đàn. Tình chỉ đẹp khi ai ân không chọn. Một lần vào thu là lần bằng giá khơi sâu tâm tư. Anh không thể mất em đâu. Em cũng vậy, em không muốn mất anh thế nào hết á. Hay là hai đứa mình bỏ trốn đi thật xa đi. Không được đâu anh, em mà bỏ đi là anh hai từ mặt em luôn á. Không sao đâu, mình đi một thời gian thôi. Khi nào anh hai bớt giận là mình qua xin lỗi anh hai. Dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò. Tình yêu như hoa nở biết anh yêu mà em chưa.
Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói, mà rồi biết ly không một lần hé môi. Từ nay duyên kiếp tìm trong mong thôi. Gió thu lạnh giá, bao nhiêu là lá, bấy nhiêu cơn sầu đau. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng giấy, nhắc bao kỷ niệm buồn. Đừng trách người đi sao lỗi nhịp đàn, tình chi đẹp khi ái ân không trọn. Một lần vào thu là lần bằng giá khơi sâu tâm tư. Đừng trách người đi sao lỗi nhịp đàn, tình chi đẹp khi ái ân không trọn. Một lần vào thu là lần bằng giá khơi sâu tâm tư. Anh ơi. Ông bị tâm thần. Ông có đứa con gái khiến thầy mẹ thầy lắm. Mà nó không thiếu nợ. Thành ra cái ông ép đứa con gái đó cho cái ông đại gia kia nhà giàu. Rồi sao? Xong ông có đi khắp nơi ông la vậy đó. Ông gọi tên Lan Anh ông kiếm vậy đó. Là ý sao? Ý là giờ nhỏ em gái đó ở đâu? Nhỏ đó có người thương. Hai người đó bỏ đi đâu ông tiêu rồi. Thành ra ông cứ đi vòng vòng khắp nơi. Ông gọi tên Lan Anh ông kiếm vậy đó. Mà xong ông thấy ai mà cỡ Lan Anh Lan như tụi mình nè. Là gái là ông gọi thì ông gọi, ông còn mời vô ăn cơm vậy đó. Con anh, con đến nay Lan Anh ơi, đừng có bỏ anh ơi. Cơm ngon. Là bỏ đi lâu chưa? Lâu rồi, người kêu là hả, bỏ đi bị tích. Còn có người kêu, tự tử luôn mày. Ghê vậy? Nhìn cũng tội lắm rồi. Thì vì tiền bạc không đó. Con anh, khổ vậy. Người ta nói mẹ á, có nhiều sống nhiều đi nghe chưa? Lan Anh ơi, đừng có bỏ anh Lan Anh ơi. Em mà sợ mày ơi, thôi đi ngồi, không tưởng mình con anh. Gái không? Lan Anh ơi. Anh là ngẫy nha. Anh mà làm cái gì bậy bạ là chết anh với em á.